tắt trước để cho anh em cùng ngắm nhìn chương trình lễ hội tình yêu. Một chương trình đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 18 đến hết ngày 28 tháng 6 này tại sân vận động Xuân Mai. Một hình ảnh của núi Phú Sĩ với những ánh sáng lung linh, huyền ảo và đa sắc màu. Với những trái tim đồng, với những dải ngân hà, với những ánh sao băng và cả những tháp Eiffel sẽ được trình chiếu và biểu diễn phục vụ cho bà con Xuân Mai. Và chúng ta đang nhìn thấy những hình ảnh đẹp nhất, lung linh nhất, huyền ảo nhất gửi đến cho tất cả bà con Xuân Mai chúng ta. Hãy cùng tay trong tay và hãy cùng chuẩn bị một tinh thần, một chương trình để chúng ta tham dự. Nụ cười sẽ nở trên môi với những ánh mắt, với những nụ cười và cả những hình ảnh đẹp nhất, lung linh nhất của một chương trình lễ hội tình yêu sẽ gửi cho tất cả những người dân Xuân Mai của chúng ta. Một chương trình đặc biệt, một chương trình quy mô. Quý vị và các bạn đang xem livestream này, quý vị và các bạn hãy cùng tôi chia sẻ thông tin và giới thiệu về một Xuân Mai thực sự vào hạ và đón khách. Mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Nếu đủ 300 mắt xem, tôi sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn đang xem livestream này một cặp vé. Hãy cùng nhau giới thiệu về một Xuân Mai bắt đầu vào hạ. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy những quang cảnh vô cùng tuyệt vời, vô cùng ấn tượng. Một quang cảnh diễm lệ của kinh đô ánh sáng. Chúng ta thường nghĩ đến kinh đô ánh sáng là nghĩ đến Paris của nước Pháp. Nhưng không, bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay một kinh đô ánh sáng của Xuân Mai. Sân vận động đã rất rực rỡ và đa sắc màu với những ánh sáng huyền ảo của một chương trình đặc biệt lễ hội tình yêu lần đầu tiên diễn ra tại Xuân Mai chúng ta. Những bông hoa nở rộ, những ánh sáng được soi bởi những đèn led đặc biệt và những đôi tình nhân đã cùng cầm tay nhau, cùng dắt tay nhau đến để tham dự một chương trình đặc biệt như thế này. Và Xuân Mai cũng sẽ là một trong những nơi để chào đón tất cả du khách cũng như bạn bè năm châu quốc tế đến với Xuân Mai. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một chương trình quy mô, một chương trình hoành tráng. Lần đầu tiên tôi livestream ở trên fanpage của mình mà đông người xem như này là tất cả những gì mà chúng ta đang hướng đến một Xuân Mai thực sự đa sắc màu, rất đẹp, rất quy mô và vô cùng hoành tráng. Tất cả mọi người đã nhìn thấy những hình ảnh đẹp lung linh như này tại sân động. Và chúng tôi xin được nhắc lại là thời gian khai mạc sẽ bắt đầu từ tối ngày 18, tức là tối thứ năm tuần tới, tuần này. Và chương trình sẽ kết thúc vào ngày 28. Có 10 ngày liên tục để chúng ta tham dự một chương trình lễ hội tình yêu. Và hãy chuẩn bị ngay tinh thần để tham dự. Và tham dự chương trình này thì chúng ta chuẩn bị ngay cho mình một bộ trang phục dạ hội thật đẹp. Và chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình một chiếc smartphone thật xịn. Nhớ là phải sạc pin thật đầy. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một người bạn thân bên cạnh. Nếu như chưa chuẩn bị cho mình người bạn thân thì hãy lên lịch và bốc ngay người yêu của mình để chúng ta có cơ hội tham dự một chương trình đặc biệt. Vâng, lễ hội tình yêu đang được chào đón toàn thể du khách, bạn bè năm châu quốc tế đến với Xuân Mai trong những ngày này. Chúng ta hãy trở thành những nhà thông thái nhất để giới thiệu về Xuân Mai. Một Xuân Mai rực rỡ sắc màu, một Xuân Mai với những trái tim thực sự lồng ấm. Và cùng nhau mở vòng tay để chào đón tất cả các vị du khách đến từ các tỉnh thành ngành trên toàn quốc với Xuân Mai của mình. Rất đẹp và vô cùng ấn tượng là những gì chúng tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết về một chương trình đặc biệt như này. Quý vị và các bạn đang ở các vị trí nào của Xuân Mai ạ? Mọi người đang ở vị trí nào ạ? Giá vé chúng tôi xin được công bố là 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Rất nhiều người quan tâm đến giá vé của chương trình. Và giá vé chỉ bằng một bát phở thôi. Rất đẹp phải không ạ? Chúng
chúng tôi mong muốn là được tặng vé tham dự cho tất cả quý vị và các bạn. Mọi người đang xem livestream này, hãy giúp tôi một lần thôi. 100 người đang xem livestream thì chúng ta hãy cùng nhau một cái like và một cái ấn chuột để chúng ta chia sẻ thông tin đi ạ. Chúng ta hãy chia sẻ thông tin này để giới thiệu với bạn bè của mình. Và tất cả những gì đang có thể nhất là ban tổ chức và cũng như ekip thực hiện chương trình đang dàn dựng và lắp đặt một chương trình lễ hội tình yêu. Chúng ta đang nhìn thấy một bầu trời rất nhiều ngôi sao. Những ngôi sao lung linh đa sắc màu như thế này sẽ cùng chào đón tất cả quý vị và các bạn. Và chúng tôi mong muốn có cơ hội để tặng toàn bộ vé xem cho những ai đang xem chương trình này bằng cách chúng ta hãy ấn theo dõi Facebook của tôi và hãy cùng nhau chia sẻ thông tin này đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ thông tin này để chúng tôi có cơ hội tặng vé cho quý vị và các bạn. Đủ 300 mắt xem chúng tôi sẽ tặng cho 300 ở trong livestream này. Tôi rất mong muốn được tặng vé cho quý vị và các bạn. Để làm được việc này thì quý vị và các bạn hãy giúp tôi chia sẻ thông tin và hãy giới thiệu về Xuân Mai của mình. Đúng rồi, từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6. Bận livestream quá nên là chưa biết được cam. Chúng ta đang nhìn thấy trên khuôn hình với những hình ảnh đẹp nhất, lung linh nhất, huyền ảo nhất của những gia đình, của những bạn mà đã đến trước để selfie, để check-in. Ở phía xa kia thì tôi đang thấy một cặp tình nhân ở sông Hồng, thị trấn Xuân Mai. Lễ hội này được đặt tên là lễ hội tình yêu, hay được còn gọi là lễ hội selfie, lễ hội check-in. Tất cả chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thực sự để chúng ta tham dự một chương trình đặc biệt vô cùng lung linh và vô cùng huyền ảo. Ở ngay phía ngã ba Xuân Mai đi vào nhá, đằng sau phía ủy ban nhân thị trấn ở đường sân bóng mọi người nhá. Rất nhiều người đang hỏi ở vị trí nào của Xuân Mai. Chào Nguyễn Tuấn, chào Bảo Hoài, chào quý vị, chào các bạn. Em ở Xuân Mai mà không biết đoạn nào. Em biết ủy ban nhân thị trấn không? À, Hạnh Nguyễn ơi, anh bị ngọng chữ N và chữ L. Rất là mong muốn nói được cái chữ L, thế nào là L cao và thế nào là L thấp. Thực sự bị ngọng thật. Cứ L với L là anh bị ngọng hết cả thân. Tất cả chữ khác thì không ngọng, nhưng mà chữ L với chữ L là ngọng. Chào Chu Yến, chào Nhung Ẻm, chào Thu Hảo, chào Vương Xuân, chào Đỗ Thơm, chào Tuấn Hà, chào Nguyễn Xuân Trường và chào tất cả những người đang xem chương trình livestream này. Chào các bạn, chào những người đang sinh sống và học tập, làm việc ở Xuân Mai. Một chương trình đặc biệt, một chương trình quy mô như thế này sẽ gửi đến tất cả những người thân, những người bạn của mình trong một chương trình đặc biệt. Trên khuôn hình thì chúng ta đã nhìn thấy những cặp tình nhân, những gia đình đang cùng nhau chảy hội, cùng nhau tham dự. Và chúng tôi cũng rất mong muốn được gửi đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh được test trước. Và đây là một trong những chương trình demo để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Một chương trình quy mô và một chương trình hoành tráng lần đầu tiên và chưa bao giờ diễn ra tại Xuân Mai chúng ta. Lung linh và huyền ảo. Cảm ơn quý vị và các bạn. Một lần nữa thì chúng ta hãy nhìn thấy ở trên khuôn hình đó là đường hầm trái tim, đường hầm ánh sáng. Đúng rồi, chỗ đối diện cây xăng á, Xuân Trường ạ. Chúng ta đang nhìn thấy những hình ảnh đẹp nhất được gửi đi từ sân rộng Xuân Mai của chúng ta. Ở đây là Xuân Mai Trương Mỹ chứ không phải Xuân Mai Hòa Bình mọi người nhá.
Vé trẻ em là 30.000 đồng và người lớn 50.000 đồng. Chào Chu Yến, Nguyễn Anh Đức. Giá vé là 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Thực sự đẹp và lung linh và vô cùng huyền ảo. Trong tay của tôi hiện tại đã đang cầm 500 vé để gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn. Nếu như chúng ta chia sẻ thông tin này mà đủ 300 mắt xem thì tôi sẽ tặng ngay cho mỗi người một cặp vé. Để được nhận vé, tất cả chúng ta chỉ cần rất đơn giản, chỉ có một lần share bài thôi để giới thiệu về Xuân Mai, giới thiệu về chương trình. Khai mạc vào ngày 18, tức là tối thứ năm tuần tới này. Hôm nay thứ hai rồi, mai thứ ba, ngày kia thứ tư và ngày kia thôi. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra chương trình lễ khai mạc chương trình lễ hội Xuân Mai. Xuân Mai vào hạ chào hè 2020 của một chương trình đặc biệt với núi Phú Sĩ, với tháp Eiffel, với giải ngân hà, với ánh sao băng. Và tất cả sẽ cùng chào đón hàng triệu trái tim, hàng triệu nhịp đập của những bạn trẻ Xuân Mai. Chúng ta hãy đến để selfie, hãy đến để check in. Và chúng ta đang nhìn thấy ở trên khuôn hình là một bạn trẻ đang ngồi xuống cho bạn trai của mình chụp ảnh. Thực sự rất ấn tượng, vô cùng ấn tượng với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy trên khuôn hình. Và chúng ta cũng đừng rời màn hình để chúng ta có thể nhận thấy ở đây có những gì và đẹp như thế nào. Một kinh đô ánh sáng đang được trình chiếu tại sân rộng Xuân Mai. Và trong những ngày này thì tất cả những người dân ở thủ đô Hà Nội và Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái đang đổ về Xuân Mai chúng ta. Rất nhiều người đã hướng đến Xuân Mai. Chắc chắn rồi, admin sẽ gửi tặng vé cho tất cả những người đang xem chương trình này nếu như đủ 300 mắt xem. Đã là 182 người rồi, bây giờ chỉ còn thiếu 120 người nữa thôi thì admin sẽ gửi tặng vé cho quý vị và các bạn. Một chút nữa thôi, tất cả mọi người hãy cùng nhau chia sẻ thông tin đi ạ. Hãy giúp admin và chúng ta hãy trở thành những nhà thông tái nhất để chúng ta cùng nhau giới thiệu về một Xuân Mai thực sự đẹp, một Xuân Mai mến khách, một Xuân Mai đi vào lòng người và một Xuân Mai thực sự lung linh huyền ảo. Tất cả đã rất rất đẹp rồi, chỉ còn chờ và chào đón quý vị các bạn đến tham dự chương trình nữa thôi. Nhạc cũng đã được bật lên và ánh sáng cũng đã được soi rọi trên tất cả những mặt sân của Xuân Mai. Những em bé cũng đã được cha và mẹ của mình đưa đến đây và chỉ cần chờ và chào đón tất cả trái tim của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn. Sau những lời tôi kêu gọi thì mọi người đã chia sẻ lên rất nhiều. Nhưng một lần nữa tôi mong muốn quý vị và các bạn hãy chia sẻ thêm một lần nữa để cùng nhau nắm tay nhau để giới thiệu về một Xuân Mai thực sự mến khách. Xuân Mai sẽ chào đón tất cả du khách trên mọi miền Tổ quốc đến với Xuân Mai trong những ngày này. Cái tên Xuân Mai cũng là một trong những cái tên rất mỹ miều mà từ xưa đã được ban tặng. Tôi không biết Xuân Mai bắt nguồn từ đâu, nhưng Xuân Mai có lẽ bắt nguồn từ trái tim. Tất cả những gì từ trái tim đều là những hình ảnh đẹp nhất, lung linh nhất và hạnh phúc nhất. Ở trên mặt cỏ thì có những giọt sương long lanh, nhưng ở mỗi vị trí của chúng ta thì đều có những trái tim lung linh. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau hướng về Xuân Mai thực sự đang chào tất cả du khách đến với Xuân Mai trong những ngày này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh lung linh với những sự hạnh phúc của các gia đình, của những ông bố, những bà mẹ đang dắt những người con của mình đến tham dự chương trình như này là những điều mà chúng tôi mong muốn được nhìn thấy. Nhưng chúng tôi còn mong muốn được nhìn thấy tất cả mọi người sẽ xuất hiện trong một chương trình đặc biệt giống như hai bạn trẻ như thế kia. Không phải là cái nắm tay nhau nữa mà sự dìu dắt nhau đến một con đường hạnh phúc. Có lẽ con đường đến Paris trong một ngày rất gần sẽ được chào đón quý vị và các bạn. 289 người xem rồi, chỉ còn một chút nữa thôi thì quý vị và các bạn sẽ được tặng ngay một cặp vé tham dự chương trình. 294, 295 rồi, thực sự tuyệt vời, vô cùng ấn tượng với những gì mà chúng ta đã giúp cho Xuân Mai chúng ta để hướng đến một chương trình đặc biệt như thế này.
Chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn, 321 người xem rồi. Thực sự cảm ơn quý vị và các bạn. Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ gửi tặng vé cho tất cả những ai đang xem livestream này. Thực sự ấn tượng. Vâng, cảm ơn. Tôi rất hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc khi tất cả mọi người cùng với tôi đã cùng nắm tay tôi để chia sẻ và giới thiệu về Xuân Mai. Một tháp Eiffel đang ở phía xa và con đường dẫn đến tháp Eiffel chỉ trong vài ngày nữa thôi. Hãy cùng nhau ấn like và theo dõi Facebook của tôi để tôi có cơ hội tặng vé cho quý vị. Và mọi thông tin tôi sẽ đăng lên trên Facebook để gửi cho mỗi người một cặp vé khi mọi người đang xem livestream này. 387 người xem, ấn tượng vô cùng. Con người Xuân Mai đã rất đẹp. Và những gì ở Xuân Mai, thiên nhiên ban tặng còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ đẹp nhất đó là trái tim của tất cả mọi người. Thực sự ấn tượng với 390 người xem. Tất cả những gì có thể chúng tôi đã được quý vị và các bạn yêu ái dành tặng cho rồi. Bây giờ trách nhiệm của tôi sẽ là gửi đến cho quý vị và các bạn những thiệp mời. Hơn 400 người xem. Xuân Mai tuyệt vời lắm. Cái tên Xuân Mai đã đi vào lòng người. Ngày xưa thì có cả một ca sĩ Xuân Mai. Và bây giờ thì thiên nhiên đang ban tặng cho ta một Xuân Mai thực sự đẹp. Và chúng tôi là những đơn vị tổ chức, là những người thực hiện chương trình, thì chắc chắn rằng sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn một chương trình đặc biệt, một lễ hội tình yêu thực sự. Con đường dẫn đến Paris, con đường dẫn đến trái tim hạnh phúc đang đến rất gần rồi. Vâng, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Rất nhiều người đã mong muốn có một Xuân Mai rực rỡ sắc màu như thế này. Và chúng tôi là những người đưa đến chương trình như thế này. Và chúng tôi cũng mong muốn được chào đón tất cả du khách đến với Xuân Mai trong những ngày hè này. Trong những ngày hôm nay thì thời tiết rất mát mẻ. Buổi tối ở đây rất nhiều gió, trên cao lộng gió, bên dưới thì lung linh huyền ảo. Tất cả những sắc màu tuyệt vời như này sẽ dành tặng cho tất cả những người đang xem. Và vé chúng tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn. Và chúng tôi xin nhắc lại là giá vé tham dự chương trình là 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Đẹp và rất đẹp những gì chúng tôi đã giới thiệu. Và chúng tôi mong muốn một lần nữa mỗi người chúng ta có thể chia sẻ sang tất cả những trang fanpage, những trang Facebook cá nhân, những group mà chúng ta đang sở hữu, để chúng ta cùng giới thiệu về một Xuân Mai thực sự mến khách. Một Xuân Mai mà từ trước đến giờ mọi người đã nhắc đến rất nhiều, như một biểu tượng của Hà Tây cũ và bây giờ là thành phố Hà Nội, thủ đô của cả nước. Tất cả đã rất đẹp rồi. Dương Văn Tú ơi sẽ tặng vé và chắc chắn admin sẽ tặng vé cho quý vị và các bạn. Admin đã nói là sẽ làm. Tất cả những điều thú vị như này thì bây giờ admin đang rất mong muốn một lần nữa tất cả mọi người hãy chia sẻ và giới thiệu về Xuân Mai thực sự đẹp đi ạ. Chia sẻ rồi tặng vé đâu. Mọi người hãy cứ chia sẻ đi để admin có cơ hội tặng vé cho tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn admin. Và cảm ơn tất cả những ai đang chia sẻ, theo dõi thông tin chương trình. Xuân Mai rất đẹp. Xuân Mai đã bắt đầu vào hạ. Và mùa hè năm nay sẽ được kéo dài hơn. Nhưng sự kéo dài đó là tất cả những gì lắng đọng trong trái tim của mỗi chúng ta, là sự hạnh phúc, sự lồng nàn, sự thăng hoa. Sau một mùa dịch mà chúng ta đã chống lại được cả thế giới, thì bây giờ Xuân Mai là một trong những nơi điểm đến của tất cả du khách trên mọi miền Tổ quốc. Những cây hoa bằng ánh sáng đèn LED đã nở rộ như thế này sẽ chào đón tất cả quý vị và các bạn. Những bông hoa LED rất đẹp, những bông hoa LED thực sự lung linh huyền ảo. Và còn rất nhiều những bông hoa LED khác nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu. Quý vị và các bạn khi đến đây thì sẽ được cảm nhận về một rừng hoa ánh sáng. Ở đâu cũng là ánh sáng và ở đâu cũng là tình yêu. Những bờ cây hoa phong lá đỏ như thế này đang được gợi nhớ cho chúng ta về một mùa hè thực sự rực rỡ và đa sắc màu. Cảm ơn admin của Hồng Biến Xuân Mai.
và cảm ơn tất cả những gì chia sẻ của người dân chúng ta. Trong những chương trình đặc biệt như này thì chắc chắn rằng sự cộng hưởng của tất cả mọi người là những điều mà admin muốn quý vị và các bạn giúp đỡ cho admin. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những thông tin, những bông hoa anh đào rực rỡ sắc màu đang nở rộ khoe sắc như thế này cũng sẽ là một trong những phần mà để ban tổ chức giới thiệu cho chúng ta những bông hoa rất đẹp. Tất cả những bông hoa kỳ diệu này và cả những ánh trăng khổng lồ. Bây giờ chúng ta hãy cùng hướng đến một ánh trăng mà thực sự rất nhiều người muốn đến để selfie và để check in. Đặc biệt là những em bé hay là cặp tình nhân bình thường hay check in ở đây. Chúng ta đã nhìn thấy một ánh trăng thực sự đẹp như thế này. Một ông trăng rất lớn. Nếu như đứng ở đây mà selfie, mà check in thì có lẽ chúng ta mới thấy được một ông trăng thực sự đẹp. Một ông trăng khổng lồ. Tất cả sẽ có tại Xuân Mai chúng ta trong ngày 18 này. Cảm ơn bạn Nguyễn Chí Quyết rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Có lẽ sự hạnh phúc đang ngập tràn cho mỗi chúng ta ở Xuân Mai. Khi Xuân Mai vào hạ và khi Xuân Mai được chào đón tất cả du khách trên mọi miền Tổ quốc. Rất đẹp và vô cùng lung linh. Chúng tôi xin được nhắc lại là tại sân vận động thị trấn Xuân Mai mọi người nhé. Admin của Hóng Biến Xuân Mai có thể ghim giúp tôi là thời gian khai mạc từ ngày 18 đến ngày 28 tại sân vận động thị trấn Xuân Mai. Giá vé 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Một con đường mà ánh sáng ngập tràn bởi những sắc màu như này nữa cũng rất đẹp. Chúng ta có thể ngồi và cảm nhận ở đây. Thực sự đứng đây nghe nhạc và xem trình chiếu biểu diễn ánh sáng mang đến cho mình những tình yêu thực sự của trái tim dành cho trái tim thì chúng ta mới cảm nhận được tất cả những vẻ đẹp đó. Điệp khúc chê sao lại chả có gì, rất có gì chứ. Thực sự những gì mà đang có là rất có gì mọi người nhá. Chúng ta đang nhìn thấy đường hầm ánh sáng đa sắc màu của một chương trình lễ hội tình yêu, một chương trình đặc biệt với những cái tên đặc biệt. Tình yêu sẽ mang đến chỉ từ trái tim đến trái tim, và chúng tôi hy vọng sẽ từ những trái tim gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn trong một chương trình mà lần đầu tiên diễn ra tại Xuân Mai. Trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều người đã hướng đến Xuân Mai của mình. Rất có gì đấy chứ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, những gì đang diễn ra ở đây thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu có một khu không gian ẩm thực, một khu vui chơi giải trí, một sân khấu âm nhạc đặc biệt và một lễ hội tình yêu đặc biệt sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Phía vào ở ngay ngã ba Xuân Mai đi vào, ở ngay phía sau ủy ban thị trấn mọi người nhá. Tin học văn phòng, kế toán, tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Tài. Xuân Mai Nương Sơn cảm ơn Huy Trần. Cảm ơn bạn. Văn phòng của bạn đọc dài quá, mai Huy đọc xong. Quan trọng nói là giữ lấy lời, và chúng tôi hy vọng là sẽ làm đúng, không làm sai. Mọi người nhìn thấy đường hầm ánh sáng thế nào ạ? Sắc màu có đẹp không ạ? Rất đẹp. Những gì ở trên trời chúng ta nhìn thấy là những hình ảnh đa sắc màu từ một chương trình lễ hội đặc biệt. Ôi cái đá bóng, ôi cái sân chảy đá bóng suốt. Đúng rồi đấy, cái lời mà đá bóng đó, lời sân bóng hoặc đường bóng á. Những ông bố, những bà mẹ, những người thân, những gia đình đang cùng hạnh phúc để hưởng một chương trình đặc biệt. Chúng ta hãy hâm nóng tình yêu của mình bằng một chương trình lễ hội tình yêu. Nguyễn Thiện Linh, cha
chắc chắn rồi, Ác Minh sẽ gửi tặng vé cho quý vị và các bạn. Trong suốt những ngày vừa qua, rất nhiều người quan tâm đến giá vé, quan tâm đến chương trình. Và Ác Minh sẽ chắc chắn gửi vé mời tham dự cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều các khu vực khác nhau nữa. Phía xa kia thì tôi đã nhìn thấy một tháp Eiffel rực rỡ sắc màu, đang tỏa những ánh sáng soi rọi trong một chương trình đặc biệt. Và chúng tôi đã nhìn thấy cả một chú Trương Văn Giới bụng rất to, ăn nhiều, đang đứng để bắn những tia ánh sáng lên trên trời. Và chúng tôi mong muốn được nhìn thấy tất cả quý vị và các bạn. Ở phía này thì tôi nhìn thấy một chữ lớp rất đẹp. Lớp trong từ love you, lớp trong từ I'm more than I can say because I love you. Và tạm dịch là Xuân Mai yêu các bạn hơn những gì Xuân Mai nói, bởi vì Xuân Mai là nơi đáng để mọi người đến. Và bây giờ chúng ta nhìn lên. Hãy nhìn lên những hình ảnh đẹp nhất. Chúng ta đang nhìn thấy một chương trình đặc biệt và những ánh mắt đặc biệt hạnh phúc của những người tham dự chương trình. Tháp ở chính giữa sân khấu, đúng rồi á. Tất cả những hình ảnh đẹp nhất đang được truyền tải đi từ sân vận động thị trấn Xuân Mai là những gì chúng tôi muốn giới thiệu cho tất cả du khách, bạn bè Nam Châu, quốc tế cũng như mọi người ở trên toàn thể lãnh thổ đất nước Việt Nam. Một chú Tôn Ngộ Không và cả một chú Chư Bát Giới, anh em Chư Tôn đang có mặt ở đây. Chúng ta đang nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đang cầm những viên kẹo để gửi tặng cho du khách, và cả những hình ảnh selfie như thế này nữa. Đúng là kinh đô ánh sáng nhá. Thực sự kinh đô ánh sáng diễm lệ Paris, nước Pháp cũng đang có ở đây. Những gì chúng tôi muốn giới thiệu là tất cả những trái tim của những người Xuân Mai đang cùng nhau và chào đón tất cả du khách trên mọi miền Tổ quốc đến với Xuân Mai. Đẹp và rất đẹp là những gì chúng tôi muốn giới thiệu. Trong những ngày tới thì sẽ có hàng ngàn du khách đến để tham dự chương trình. Những bạn tin như này thì đang đến để selfie. Và chúng ta đang nhìn thấy ở trên khuôn mặt của các bạn ấy là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chào Lâm Tuấn và chào tất cả mọi người, chào Tạ Trường. Quý vị và các bạn đang ở các vị trí nào huyện Trương Mỹ ạ? Chúng ta đang ở chỗ nào Trương Mỹ? Chúng ta đang ở vị trí nào của Xuân Mai ạ? Mọi người có thể điểm danh xem mà mình đang ở vị trí nào ạ? Và tôi thì sẽ điểm danh đầu tiên và xin giới thiệu với mọi người là tôi hiện tại đang ở sân vận động Xuân Mai của Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Xuân Mai thuộc Hòa Bình ngày xưa cũ. À không, thuộc Hà Tây cũ. Nhưng bây giờ thì là thủ đô của cả nước. Ngay bưu điện đi vào, đúng rồi đấy. Chúng ta đang nhìn thấy những hình ảnh đẹp nhất, không phải chỉ là những người các bạn trẻ đâu, mà có cả những cô lớn tuổi như này cũng đang selfie, đang check in và cũng đang livestream để cho người thân của mình được biết. Mọi người đang hỏi đường vào à? Bách qua Xuân Mai ơi. Chỗ này là ở khu vực mà ngay thị trấn, phía đằng sau ủy ban thị trấn thì có một con đường vào gọi là con đường sân bóng. Đi vào khoảng độ vài trăm mét thì bên tay trái có sân vận động. Và chúng tôi đang lắp đặt ở sân vận động. Em vào đó rồi à, Bùi Văn Trường? Ban ngày mọi người vào không có gì đâu, buổi tối mới đẹp. Đúng rồi, đối diện với ủy ban, đối diện với cả bưu điện chỗ ngã ba ấy. Đi thẳng vào con đường mới làm, đúng rồi. Sắp sửa lên đến 500 người xem rồi. Và tôi mong muốn là sẽ có 500 người xem để chúng tôi có cơ hội một lần nữa tặng vé cho tất cả quý vị và các bạn. Thiếu 40 người xem nữa là đủ 500 người. Chúng ta đang nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời, những sự hạnh phúc của tất cả mọi người đang đến với Xuân Mai.
con đường đến Xuân Mai giống như con đường đến thành Rome của nước Ý. Và bây giờ thì chúng ta đang đến với một con đường tình yêu của một gia đình, một sự hạnh phúc, một sự đặc biệt. Một bạn trẻ đang đứng để selfie. Như thế này, thấp xuống. Đó, mới đẹp, như thế này mới đẹp. Ok, thấp xuống như thế mới đẹp. Đó. Như thế mới đẹp. Ok, chụp nữa cái nữa. Chụp nữa đi. Đẹp không? Chúng ta đang nhìn thấy trên núi Quân Linh là những hình ảnh rất đẹp. Các bạn đang selfie. Admin có muốn 555 người đang xem không? Chắc chắn là muốn rồi. Bách Khoa Xuân Mai ơi, cảm ơn bạn. Giá vé là 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Thực sự Xuân Mai đã rất đẹp rồi. Vô cùng ấn tượng với những gì mà đang diễn ra tại Xuân Mai. Chúng ta đang nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của bốn em bé đang được cha và mẹ mình selfie. Em bảo, đây, như này. Đó, đứng xa ra một chút nữa sẽ đẹp. Đó. Ok, đấy, thấp xuống, ngồi xuống. Rửa máy lên một chút. Đó. Như thế thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Một người mẹ đang chụp ảnh cho những đứa con. Chụp cân vào. Đấy. Ngày 18 mới diễn ra chương trình khai mạc mà. Những em bé rất là hạnh phúc khi được cha và mẹ đưa đến để tham dự chương trình. Đang tạo những dáng sờ tay nhất để cho cha và mẹ selfie và check in. Những hình ảnh rất đẹp và lung linh như này sẽ gợi nhớ cho chúng ta về một mùa hè thực sự rất đẹp. Và chúng ta còn đẹp hơn rất nhiều khi xuất hiện tại một chương trình đặc biệt như này. Tôi không biết nói gì hơn. Một anh chàng xăm trổ đang được Trương Văn Giới và Tôn Ngộ Không đứng để selfie và check in. Rất nhiều người chưa biết ở vị trí nào và chúng ta hãy cùng nhau giới thiệu đi ạ. Sân mẫu và chị Hương đẹp thế. Một anh chàng hot boy xăm trổ đang được bạn gái của mình check in cho. Những cô gái rất xinh đang tham dự chương trình. Và đã nói là làm và chúng tôi đang có trong tay của mình những tấm vé đầu tiên để chúng ta cùng nhau được chia sẻ tấm vé vào cửa. Chắc chắn admin sẽ gửi tặng vé cho quý vị và bạn khi đủ 500 mắt xem chương trình. 500 mắt có lẽ không có gì là khó và lãi thì đã từ 1 đến 300 rồi. Tôi sẽ gửi tặng vé cho quý vị và các bạn, bây giờ chỉ cần thiếu 150 người thôi. Nếu như tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin này thì có lẽ 150 người không phải là con số khó khăn gì đối với tất cả mọi người. Và đây là vé mà chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị và các bạn. Vé vào cửa của chương trình lễ hội tình yêu. Một lễ hội đặc biệt, một lễ hội lần đầu tiên diễn ra tại Xuân Mai. 400 rồi, chuẩn bị 500 đến nơi rồi. Bây giờ chỉ cần chờ và chào đón tất cả quý vị và các bạn thôi. Trái tim của Xuân Mai trong những ngày này thực sự đang rung động và đập rất mạnh khi có sự hiện diện của tất cả mọi người. Những ánh trăng ở trên cao và bây giờ thì có cả những ánh trăng ở dưới đất đang cùng nhau chào đón tất cả quý vị và các bạn. Đây là những cặp vé xem của chương trình và tham dự chương trình. Và chắc chắn rằng admin sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn đến tham dự chương trình. Giá vé trẻ em là 30.000 đồng và người lớn là 50.000 đồng. Và bây giờ chỉ còn thiếu 50 người nữa thôi là sẽ đủ 500 người xem.
chưa bao giờ tôi livestream ở trên group mà lại đông người xem như thế này cả. Vâng, đó là tất cả tình cảm của quý vị và các bạn dành cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy tất cả những hình ảnh rất đẹp. Những cặp đôi đang check-in, những tình cảm đang được hâm nóng. Và chúng ta hãy đến để tham dự một chương trình đặc biệt đi ạ. Cảm ơn Hồng Biến Xuân Mai. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những ai đang ở Xuân Mai. Tuyển nhân viên ơ có mình kìa. Chúng ta đang tham dự một chương trình lễ hội đặc biệt, lễ hội selfie, lễ hội check-in, và có tên gọi vô cùng độc đáo, lễ hội tình yêu Xuân Mai 2020, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020 tại sân vận động Xuân Mai, Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tất cả những gì mà chúng tôi mong muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là một chương trình đặc biệt về một lễ hội tình yêu. Đã có rất đông du khách đã đăng ký với admin để tham dự chương trình. Và chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không chuẩn bị ngay cho mình một chương trình đặc biệt. Và chúng ta hãy lập team đi ạ, để tham dự chương trình. Tất cả sẽ có tại sông Rộng, thị trấn Xuân Mai. Rất đẹp, lung linh và vô cùng huyền ảo. Những ông bố, những bà mẹ hãy chuẩn bị đưa con mình đến để tham dự. Và chúng tôi cũng rất mong muốn được cùng với chúng ta làm nên những điều hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, như tháp Eiffel đang tỏa sáng rực rỡ để chào đón tất cả những người dân trên toàn lãnh thổ và đất nước Việt Nam đến với Xuân Mai. Xuân Mai sẽ là một điểm đến cực kỳ thú vị. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau và hướng đến Xuân Mai trong những ngày này. Đã rất đẹp, rất đẹp. Đúng rồi, số đó đó, 0943231179 là số của admin. Số chuẩn 100% nhá. Vâng, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, theo dõi của tất cả quý vị và các bạn đã dành cho Xuân Mai, dành cho admin và dành cho chương trình lễ hội tình yêu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và nồng nàn như thế này cả, vì được tất cả mọi người cùng nhau chào đón. Và cảm ơn tất cả sự quan tâm, chia sẻ, từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất. Và tất cả những gì mà chúng tôi có thể nhất là gửi tặng vé cho quý vị và các bạn. Đây là tấm vé mà chúng tôi đã được cầm trên tay. Chắc chắn rồi, vé tôi đã được cầm trên tay và sẽ gửi cho tất cả quý vị và các bạn trong 1.000 vé miễn phí đầu tiên dành cho tất cả du khách đến tham dự một chương trình lễ hội đặc biệt, lễ hội tình yêu Xuân Mai 2020. Tất cả đã rất đẹp và lung linh và huyền ảo. Cuộc sống con người thì chúng ta cũng đều đã biết, chỉ có tình yêu dành cho nhau mới là những điều đáng trân trọng. Chỉ có trái tim dành cho nhau mới là những sự hạnh phúc. Và khi trái tim đã đạt ngưỡng dành cho nhau, và từ trái tim chạm đến trái tim là tất cả những gì mà chúng ta thấy nồng nàn, yêu thương và vô bờ bến với những tình cảm của người thân dành cho mình. Và ngày hôm nay tôi đã cảm nhận được tất cả những gì mà chúng ta đang dành cho admin. Thực sự đẹp. Và tôi cũng yêu mọi người, rất yêu mọi người, cảm ơn mọi người rất 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 nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về một mùa hè thực sự rực cháy và một mùa hè thực sự đẹp, lung linh, huyền ảo của một Xuân Mai lần đầu tiên diễn ra một chương trình lễ hội tình yêu. Và qua đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xin được cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân Trương Mỹ. Và chúng tôi xin được cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Xuân Mai, xin được cảm ơn các đơn vị công an, các đơn vị phòng văn hóa, và xin được cảm ơn tất cả những người dân của Xuân Mai. Em yêu Huy Trần. Tuyển nhân bên đây, bạn là trai hay gái vậy? Mình cũng yêu bạn lắm. Tất cả những gì mà đẹp nhất, rực rỡ nhất, lung linh nhất, huyền ảo nhất tôi đang được truyền tải đi từ sân vận động thị trấn Xuân Mai là những điều mà chúng tôi mong muốn giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn về một chương trình đặc biệt, một chương trình quy mô, một chương trình hoành tráng. Lương Sơn Hòa Bình trong những ngày vừa qua đã nhắn tin cho fanpage cực kỳ lớn, cực kỳ nhiều để tham dự chương trình.
sóng biển của Hòa Bình. Hơn 160k người đang like về chương trình của chúng ta. Và họ cũng đang mong muốn có một chương trình đặc biệt như này giống như Xuân Mai của chúng ta. Và Xuân Mai là một trong những nơi đầu tiên mà sau dịch Covid đã được mở trở lại về một chương trình đặc biệt. Và 60 ngày vừa rồi chúng ta không có một ca nhiễm nào ở cộng đồng cả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón tất cả những trái tim sau 60 ngày mà không có một ca nhiễm nào về Covid. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chờ và chào đón quý vị và các bạn đến với Xuân Mai. Chúng tôi xin được cảm ơn admin của Hóng Biến Xuân Mai, Hóng Biến Trường Vĩ và VUV của chợ sinh viên Xuân Mai. VUF chứ không phải VUV. Vâng, tất cả những gì mà quý vị và các bạn đang xem chương trình thì chúng ta sẽ thấy được một chương trình đặc biệt, một chương trình quy mô và một chương trình hoành tráng. Một chương trình mà chưa bao giờ diễn ra với những chú voi khổng lồ, với những con ngựa biết bay và cả những tháp Eiffel Paris của nước Pháp diễm lệ đang trình chiếu. Tất cả đã rất đẹp rồi. Và chúng tôi sẽ có cả một chương trình ghép đôi dành cho tất cả quý vị và các bạn. Nếu như bạn nào FA đến đây, chúng tôi sẽ gửi tặng ngay không một người yêu cho quý vị và các bạn. Nếu là các bạn nữ thì chúng tôi sẽ tặng ngay một hot boy. Một hot boy cao, to, 6 múi, đẹp trai. Là còn có cả cái mùi hôi hôi nữa. Nếu bạn nào muốn thì có cả cái mùi hôi lách nữa. Rất ấn tượng phải không ạ? Còn đối với các bạn nam mà các bạn chưa có bạn gái, đến đây chúng tôi sẽ tặng ngay cho các bạn một công chúa mỹ miều, một công chúa Xuân Mai thực sự đẹp, để chúng ta có cơ hội tham dự một chương trình đặc biệt được gọi là lễ hội tình yêu. Và hãy nghĩ đến một mùa hè năm sau sẽ là sự tay trong tay và trên tay cũng bồng một bé gái như thế này, để mang lại tất cả sự hạnh phúc, sự ngọt ngào, sự yêu thương sau một năm chúng ta tham dự chương trình lễ hội tình yêu. Và chúng tôi cũng mong muốn đến hè năm 2021 tiếp tục được chứng kiến tình yêu nảy nở đơm hoa và kết trái của quý vị cũng như những người được ghép cặp đôi. Mọi người đang ở các vị trí nào của Xuân Mai ạ? Và chúng tôi cùng chào đón tất cả những người đang sinh sống học tập tại Xuân Mai. Rất đẹp, ánh sáng cũng đã được bật lên, nhạc cũng đã được mở. Và những em bé cũng đã được cha và mẹ đưa đến đây. Sân rộng Xuân Mai sẽ rực sáng trong tất cả những ngày lễ hội để cùng chào đón tất cả du khách trên mọi miền Tổ quốc đến với Xuân Mai. Rất đẹp. Tin học văn phòng kế toán tiếng Anh Hàn Trung Nhật, Xuân Mai đã sẵn sàng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đã thấy rất nhiều những bạn chia sẻ thông tin và đã nghe tôi nói từ đầu chương trình đến bây giờ. Và các bạn vẫn đang ủng hộ chúng tôi là những điều mà chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Trái tim tôi một lần nữa cảm ơn. Và một lát nữa thì tôi sẽ quay cả khuôn hình của tôi, cả khuôn mặt của tôi để tôi cảm ơn mọi người. Và rất nhiều người đang muốn tôi quay lại để xem là tôi như thế nào. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn. Và một lát nữa thì tôi sẽ quay lại để cho mọi người được nhìn thấy. Cảm ơn các bạn. Ở đây có bạn nữ nào chưa có người yêu không ạ? Admin cũng còn đang ế lắm. Rất mong muốn có một tình yêu ở Xuân Mai. Và rất mong muốn được chào đón những trái tim thực sự của những người con gái Xuân Mai. Lễ hội tình yêu lễ Nhật lễ nhá. Lăn lộn mãi mới lát được cả Xuân Mai và giờ mới thấy lung linh. Thực sự rất lung linh. Nhất Yên Bình, nhì chắc là ở Yên Bái. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đang nhìn thấy sự hạnh phúc, sự ngọt ngào và cả những tiếng cười trên môi của rất nhiều bà mẹ đã đưa con em mình đến đây. Những cung trăng khổng lồ như thế này đang được thực hiện bằng ánh sáng đèn led để cùng nhau đến với một chương trình đặc biệt. Mọi người hãy chuẩn bị đi ạ, chuẩn bị tinh thần. Nếu những anh chàng nào mà có vợ rồi đến đây khả năng sẽ được lập luôn một cô nữa đấy.
Chắc chắn rồi, ở đây có rất nhiều các cô gái xinh. Chúng ta muốn cơi lưới thì hãy đến tham dự một chương trình lễ hội đặc biệt, đó là chương trình lễ hội tình yêu. Rất nhiều các chàng trai hot boy và có rất nhiều các hot girl nữa. Thời tiết đã rất ủng hộ khi cơn bão số 1 đi thẳng vào Trung Quốc chứ không phải là vào Việt Nam. Thời tiết thì đã thuận lợi rồi. Và bây giờ thì sự thuận lợi đó dành tặng cho tất cả mọi người. Tại một chương trình đặc biệt như này, Tháp Eiffel của Paris, Diễm Lệ, nước Pháp sẽ cùng thắp lên tất cả những ánh sáng đẹp nhất để chào đón tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn muốn biết đây là ở chương trình nào thì chúng ta hãy vào Facebook của tôi và hãy ấn like và theo dõi chúng tôi. Thứ nhất là để tặng vé cho quý vị và các bạn. Thứ hai, chúng tôi sẽ giới thiệu về toàn bộ chương trình để cho tất cả chúng ta biết về một xuân mai thực sự đẹp. Giá vé rất rẻ thôi, bằng một bát canh thôi. 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Ở đây là tại Sân Vận Động, thị trấn Xuân Mai, thành phố Hà Nội đã rất đẹp, nhưng Xuân Mai còn đẹp hơn rất nhiều, rực rỡ hơn rất nhiều. Và còn đẹp hơn nữa đó là sự xuất hiện của tất cả mọi người vào chương trình khai mạc vào ngày 18, tức là thứ năm tuần này. Một chương trình thực sự quy mô. Đến đây chỉ nghe nhạc cũng đã thấy thích rồi. Chúng ta đang nhìn thấy một nhóm các bạn học sinh, sinh viên đang tham dự chương trình. Đa sắc màu là những gì chúng tôi muốn giới thiệu để tất cả chúng ta cùng biết về một chương trình đặc biệt và một chương trình quy mô, một chương trình hoành tráng. Trong những ngày vừa qua thì trời đã mưa, mưa rất lớn. Thế nhưng chúng tôi đã xem dự báo thời tiết và mọi người hãy hướng đến Xuân Mai vào cuối tuần này. Thời tiết sẽ ủng hộ cho tất cả chương trình và ủng hộ cho mọi người. Rất đẹp, rất lung linh và vô cùng huyền ảo. Chúng tôi mong muốn một lần nữa quý vị và các bạn hãy cùng nhau chia sẻ thông tin và cùng nhau giới thiệu về một xuân mai thực sự đẹp. Và hãy đến để làm nên một sự kiện đa sắc màu, một sự kiện lễ hội tình yêu đặc biệt dành cho người mình thương. Hãy nắm tay những người thân của mình, hãy nắm tay người yêu của mình và hãy cùng chuẩn bị cho mình chiếc smartphone xịn nhất và sạc pin thật đầy để chúng ta có cơ hội selfie, để có cơ hội check-in. Có thể nói đây được gọi là chương trình lễ hội selfie hay còn được gọi một lễ hội check-in. Nhất yên mình chắc chắn rồi. Mị chỉ chờ vé thôi à. Nhất Yên Bình ơi, mình là Nhì Yên Bái đây. Và mình sẽ gửi tặng vé cho Yên Bình nhá. Và mong Yên Bình hãy bình yên để admin có cơ hội tặng vé. Những bông hoa nở rộ, những ánh sáng rực rỡ sắc màu là những gì mà admin đang muốn giới thiệu. Tất cả đã rất đẹp. Hy vọng rằng trong một ngày đẹp trời, dưới những sao lung linh ở trên trời và cả những ánh sáng đèn led lung linh ở dưới đất sẽ được chào đón tất cả quý vị và các bạn. Một chương trình quy mô, một chương trình hoành tráng đang chào đón tất cả chúng ta. Như đã giới thiệu thì chúng ta đều đã thấy một chương trình quy mô như này. Hãy đến để cảm nhận về sự lung linh và sự huyền ảo. Tất cả đã rất đẹp. Đội ngũ kỹ sư, đội ngũ chuyên gia lắp đặt dàn dựng đã cả hơn 10 ngày hôm nay để chuẩn bị. Và bây giờ chỉ cần chờ và chào đón quý vị và các bạn nữa thôi. Hãy đến để tham dự chương trình lần đầu tiên diễn ra tại thị trấn Xuân Mai. Một con đường hầm trái tim với rất nhiều ánh sáng đèn led. Và chúng ta đang nhìn thấy sự hạnh phúc của những đôi tình nhân như thế này. Họ đã đến đây để tham dự một chương trình đặc biệt. Nhưng
lần nắm tay nhau đi như này thì chúng ta mới tưởng tượng ra một chương trình về một mùa hè dưới những cây hoa phượng vĩ. Và hãy nhớ về những tuổi học trò. Chắc chắn tuổi học trò chúng ta năm nay ấn tượng hơn rất nhiều khi tham dự một chương trình có tên gọi đặc biệt, đó là lễ hội tình yêu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng mong muốn được gửi tặng vé cho tất cả quý vị và các bạn. Giá vé 30.000 đồng cho trẻ em và 50.000 đồng cho người lớn. Cảm ơn những trái tim, cảm ơn những tiếng cười, cảm ơn sự thân thương. Và chúng tôi cũng xin nhắc là có cả một khu ẩm thực như thế này, có cả một khu vui chơi dành cho trẻ em, có cả một khu ẩm thực để chúng ta đến để thưởng thức những món ăn lạ nhất, độc nhất như kem cuộn, kem khói Hàn Quốc và có cả kem nóng Nhật Bản nữa. Những tên gọi mà chúng ta thấy vô cùng độc đáo: Núi Phú Sĩ Nhật Bản, Trái Tim Đồng Tình Yêu, Tháp Eiffel Paris Diễm Lệ của nước Pháp và con đường hầm tình yêu dài vô tận đến tận trái tim của chúng ta sẽ là những điều kỳ diệu nhất của một chương trình. Đợi 30 phút mà không có vé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Admin đang cầm vé ở trong tay. Mọi người nhận vé, một lần nữa hãy like, chia sẻ thông tin chương trình của chúng tôi ạ. Admin hứa sẽ tặng vé cho tất cả quý vị và các bạn. Hãy chia sẻ một lần nữa để chúng tôi có thể có cơ hội tặng vé đi ạ. Rất nhiều tấm vé, hơn 500 tấm vé của tôi đang cầm trong tay. Ở một chương trình đặc biệt như này thì chúng tôi mong muốn tất cả quý vị và các bạn hãy đến để ghi dấu ấn đậm nét nhất. Tất cả những dấu ấn đậm nét đó là trái tim của quý vị dành cho Xuân Mai của mình. Và hãy giới thiệu về Xuân Mai, và chúng ta sẽ trở thành những nhà hướng dẫn viên du lịch đặc biệt nhất trong những ngày này. Và chúng ta sẽ trở nên mến khách hơn rất nhiều trong mắt của bạn bè năm châu quốc tế. Và tôi cũng vậy, tôi cũng mong muốn tất cả dành cho bà con nhân dân Xuân Mai và dành cho toàn bộ du khách tham dự chương trình lễ hội tình yêu. Qua chương trình này, một lần nữa tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn những người đang xem live chương trình này. Thực sự đẹp, thực sự lung linh. Chúng ta nhìn thấy có đẹp không ạ? Hãy đến để làm nên những điều kỳ tích và hãy đến để tham dự. Tất cả những điều đặc biệt như này sẽ có tại Xuân Mai. Và bây giờ thì tôi xin được dừng livestream này tại đây. Và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày 18, vào ngày khai mạc. Tôi sẽ đứng ở cửa để chào đón tất cả quý vị và các bạn và tặng cho tất cả quý vị và các bạn những tấm vé thiệp mời để tham dự chương trình. Và trước khi tôi dừng livestream lại tại đây, một lần nữa cho tôi dành tất cả những sự nồng ấm từ trái tim và gửi đến tất cả mọi người sự nồng nhiệt nhất của tình cảm đã dành tặng cho fanpage và dành tặng cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày 18 này.